Các anh chị, đó là một cái điều vui mà điều ngon nghẻ nhất, hiểu không? Biết đâu 1-2 năm nữa thầy lúc nào gặp các em ấy rằng các em bỏ thầy các em đi rằng biết là ở đấy chứ có khi mốt gặp lại thầy không? Khó. Dạ em sợ đi chè thang không nghỉ bố trương hay là con chó bố đi chè thang không chờ lắm. Bố, định đi bố trương lên tên đỉnh đi. Chị trái cho mấy chị bố. Chị Chi. Nói đi. Thầy quay khi nào chưa quay mới hỏi thầy làm gì chứ? Vô lý thầy. Quay được gần 1 phút rồi. Cái này là cái đâu là chụp ảnh bây giờ mới quay. Ăn kẹo đi, cố gắng ăn đi. Kẹo thầy mua đó. Ăn đi, ăn này đi. Cháu mí này. Anh bè lười mí này. Tồi mí quá. Thạch lấy thịt nhanh nhất thôi. Biết cho thầy mua thạch tròn ngon hơn thôi. Thầy mà biết thầy mua thạch tròn cho rồi. Cái thạch tròn tròn này ngon hơn này. Thạch này không ngon mấy đúng không? Thôi, đợi đến năm sau thầy. Tại đâu ngồi? Đang nghỉ. Bỏ thôi ý. Đây là nó rồi một đứa thầy đi dạy. Nhưng yên tâm đi. Cảm thấy mà buồn quá là rủ các bạn đi tập cho vui. Hiểu không? À, cho thầy hỏi bữa Tết bữa đi ở dưới vô tổ có vui không ơi? Tại đang đi đâu tả người hả? Không có trường hợp luôn, bịch luôn, không có ai hứa xin vào nữa. Thầy đi cho biết chứ răng bờ ngừ biết ai thì làm quen như tay ngày xưa nó biết ta còn làm quen được nè. Thì đi hả? Vẫn kêu thầy à? Khi thầy đi về đúng không? Hôm đó thầy chạy tăng cường cho mù đầu. Mà xuống rồi đón được kèo nhiều chứ nữa. Kèo tha hồ ăn. Năm vừa rồi mà thầy xách được một túi bóng băng rửa đưa về nhà thôi nè. Là kẹo tết thầy không phải mua. Ăn không đủ á, đó là đưa về lên xe nữa ăn không đủ chứ. Cái gì? Nhìn gì? Xăm súng này kê chứ. Mày mới á? Mày của thầy không? Mày của thầy không? Mày thế bị mất rồi. Mày ní họ chó. Mày ní họ chó nên là thầy bị dư. Không. Nó ai chơi rửa. Đây là chơi nổ đẹp. Đây là ông cầu. Con bạc làm việc héo chó. Cái này cho xuống thằng Thiên đông hợp nữa được. Năng vừa mỗi lần bị đập hồi đông mà. Thằng Thiên là vừa qua vừa bị đập hồi đông xong.
Ngày anh phóng kể rất khiếp rồi. Nên đi khiếp, khiếp cái chi? Rồi xong thì cười, nói rồi nào, nào ai nghe chím không? Thế nhiều khi gật gật cho Hải vui đấy chứ. Hải ơi. Hả? Hải là làm điều tiêu khiển cho cả lớp vui mà. Có khi món kèo như về không ăn cơm được không hả? Có nhiều đứa về dầm éo như thảo mái là về phải ăn bún mất cơm nữa này. Nhìn thảo mái là biết này. Thư bên cơm nông thư. À, năm mười tê hỏi năm cụ được mua chơi pháo giờ đây lên. Ai chơi min, ai nổ min, nhai nổ min. Bạc lên chi? Để ha, bạc lên chi? Hả? À, để thầy bảo chú công an. Căn bản là như thầy mặt em đây, bây giờ chú công an đến nhà nữa sao? Hỏi em. Một đứa bị chú công an gô cổ. Công an chi? Công an xã mà vẫn nổ pháo à? Dạ. Ông gì? Hiểu. Ừ, anh hợp đây luôn hả? Dạ. Đó, đây là Hải khai chủ công an xã liên hợp nổ pháo. Khai chủ công an đồng hợp liên hợp nổ pháo. Đông người vậy? Để ông người vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.